Chào các bạn, hôm nay phong thủy may mắn sẽ luận giải về tử vi tuổi Ất Dậu trong năm 2020. Trong năm Canh Tý, bản mệnh nạp âm là Bích Thượng Thổ, phong thủy may mắn xin tiết lộ đôi điều. Phong thủy may mắn xin tiết lộ đôi điều về vận trình tử vi tuổi Dậu trong năm Thái Tuế gây nhiều ảnh hưởng. Tử vi tuổi Ất Dậu cảnh báo những khó khăn mà con giáp này phải đối mặt. Nào là áp lực tài chính, nào là rắc rối trong công việc, đủ mọi chuyện khiến cho bản mệnh mệt mỏi không thôi. Phong thủy may mắn tặng miễn phí cho bạn Thái Tuế phù làm mùa may mắn trong năm 2020. Các bạn hãy liên hệ với phong thủy may mắn để nhận được phần quà này nhé. Đầu tiên thì hãy cùng phong thủy may mắn khái quát chung về tổng quan tử vi tuổi Ất Dậu trong năm 2020. Trong năm 2020, tuổi Dậu gặp cục diện tương phá, hạn thái tuế lơ lửng trên đầu. Vì thế nên bản mệnh dễ phải chịu áp lực kinh tế khá là lớn. Tình hình sức khỏe năm Canh Tý của con giáp này cũng không mấy khả quan, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến hệ thống hô hấp cần lưu ý đề phòng. Bản mệnh thường hay cảm thấy mệt mỏi, trạng thái tinh thần thì không tốt, thậm chí có nhiều suy nghĩ bi quan, thiếu chủ động. Nên khi vướng phải rắc rối thì thường không sẵn sàng khắc phục, dễ dẫn đến kết quả phá tài hại thân. Chuyện tình cảm của con giáp này có thể phát triển nhanh chóng, nhưng mệnh chủ cần biết giữ mình, không nên vướng vào những chuyện thị phi, tình cảm phức tạp sẽ kéo theo chính mình vào rắc rối. Tử vi 12 con giáp cho thấy bản mệnh dễ gặp rắc rối nếu liên quan đến các vấn đề tử sắc thị phi. Nếu không biết kiềm chế những ham muốn không chính đáng của mình thì dễ vướng phải tai vạ, tự tay phá vỡ hạnh phúc mình đang có. Năm Canh Tý, tuổi Ất Dậu đối mặt với cục diện Tý Dậu tương phá, Tý Thủy làm giảm nguồn sức mạnh của Kim Dậu, mà Địa Chi và Thiên Can cũng tạo thành tổ hợp kiếp tài sinh thực thần, nên bản mệnh này không được thuận lợi trong công việc. Phong thủy may mắn tặng miễn phí cho bạn Thái Tuế phù là bùa may mắn trong năm 2020. Tiếp theo thì con giáp này cũng dễ phải chịu sự cạnh tranh gay gắt của đối thủ khiến cho mọi chuyện không yên ổn, bản tính thì bốc đồng và lơ là, cũng mang lại cho bạn nhiều rắc rối. Bản mệnh sẽ phải tốn rất nhiều công sức mới có thể khắc phục được những vấn đề xảy ra xung quanh mình. Ngoài ra thì cục diện tương phá còn cảnh báo những chú gà có thể làm hỏng chuyện nếu dành quá nhiều thời gian cho những điều. Ngoài ra cục diện tương phá còn cảnh báo những chú gà có thể làm hỏng chuyện nếu dành quá nhiều thời gian cho những điều thú vui bên ngoài. Vì thế cần tập trung vào học tập, tránh xa đà vào chốn vui chơi vô bổ. Trong năm 2020, tuổi Ất Dậu cần tránh đi đến những khu vực âm u, ẩm ướt, không nên đi tới những khu vực ven sông hoặc là những nơi nhiều người hỗn tạp như là quán bar, quán rượu để tránh những chuyện rắc rối không cần thiết. Vừa rồi là tổng quan về tử vi tuổi Dậu năm 2020 và bây giờ hãy cùng phong thủy may mắn tìm hiểu chi tiết hơn về sự nghiệp của tuổi Ất Dậu trong năm Canh Tý nhé. Tuổi Ất Dậu sinh năm 2005 trong năm Canh Tý, con giáp thuộc niên mệnh này, bản mệnh nạp âm là Tuyền Trung Thủy, có ngày sinh từ mùng 9 tháng 2 năm 2005 đến ngày 28 tháng 1 năm 2006. Đầu tiên thì chúng ta hãy cùng xét về nam mệnh. Về phương diện học hành, chiếu theo sự vận chuyển âm dương ngũ hành của năm Canh Tý cho thấy đây là một năm bất lợi trong việc học hành của Ất Dậu. Tuy can tương hợp nhưng về phần địa chi và ngũ hành thì có sự tương khắc nhau, cho nên cần phải chú tâm vào việc học hành thì mới đạt được kết quả như mong muốn. Cung đặt mệnh tử vi tuổi nam Ất Dậu năm 2020 có các sao Long Đức Dưỡng Đà La Triệt, đây là bộ sao chủ về xe cộ đi lại, chú ý và học hành không được tốt. Để sự nghiệp học hành được suôn sẻ, gặp ít sóng gió, khuyên nam mệnh Ất Dậu nên thỉnh vòng tam hợp quý nhân. Vòng tam hợp quý nhân dùng để chiêu quý nhân, khi được quý nhân giúp đỡ thì học tập thi cử được hanh thông. Xét về phương diện sức khỏe năm 2020, sức khỏe tuổi Ất Dậu nên chú ý xe cộ, tai nạn, đau ốm thì lâu khỏi, ra ngoài cần chú ý bệnh về đường tiêu hóa, ăn uống. Cung nhị hợp của tử vi tuổi Ất Dậu năm 2020 nam mạng có các sao Thiên Việt, Thiên Phúc, Tuế Phá, Thiên Hư, Phục Binh, Thai, Thiên Khốc, Triệt, đây là bộ sao chủ về gặp quý nhân, tuy nhiên cũng có người gièm pha nói xấu sau lưng và chú ý mất mát của cải hay là sức khỏe không được tốt. Xét về phương diện tài chính, tiền bạc, tài chính trong năm Canh Tý tuổi Ất Dậu có sự tiêu pha nhiều vào công việc học hành và đi lại. Ngoài ra chú ý không nên cho người khác vay tiền, chủ về khó lấy lại được. Xét về quan hệ bạn bè, cung xung chiếu tử vi tuổi Ất Dậu nam mạng năm 2020 có các sao Thiếu Dương, Đường Phù, Tấu Thư, Suy, Thiên Khâm, đây là bộ sao xấu, chủ về đường học hành không được tốt hay là ra ngoài
thì cần lưu ý cẩn thận những người xung quanh. Cung tam hợp tử vi tuổi Ất Dậu 2020 nam mạng có các sao Thiên Quan, Lưu Niên Văn Tinh, Lâm Quan, Tiểu Hao, Trực Phù, Thiếu Âm, Hồng Loan, Hỷ Thần Tử. Đây là bộ sao chủ về trong nhà có tin vui về hỷ tín hay là có thêm người. Kết luận tử vi tuổi Ất Dậu 2020 nam mạng năm 2005. Năm 2020, nam Ất Dậu muốn công việc học hành tốt thì phải liên kết với những người lớn tuổi và làm ăn thì nên làm những công việc liên quan tới ngũ hành thuộc kim. Nam Ất Dậu những tháng có vận số tốt là tháng 2 và tháng 10 âm lịch, tháng có vận số xấu là tháng 5, tháng 9, tháng 11 âm lịch. Luận theo tử vi tuổi Ất Dậu 2020 nam mạng theo 12 tháng âm lịch. Tháng 1, đầu xuân nên chú ý đi lại xe cộ cẩn thận, sức khỏe không được tốt. Tháng 2, có lộc về tiền bạc do người khác đưa tới, ốm đau bệnh tật thì nhanh khỏi. Tháng 3, có tin vui trong gia đạo, tuy nhiên thì chú ý về hao tán tiền bạc và sức khỏe do sao kế đô gây ra. Tháng 4, ra ngoài chú ý lời ăn tiếng nói và tình cảm không được tốt. Tháng 5, có quý nhân giúp đỡ, tuy nhiên chú ý về đường tiêu hóa và tiền bạc tiêu pha nhiều. Tháng 6, việc học hành, giao thiệp với mọi người không được tốt. Tháng 7, có người giúp đỡ về giấy tờ, tuy nhiên không đạt được kết quả như mong muốn. Tháng 8, có lộc về ăn uống, đi lại và sức khỏe không được tốt. Tháng 9, buồn phiền về chuyện tình cảm, học hành không được tốt. Tháng 10, có tin vui trong việc học hành, tuy nhiên thì ra ngoài chú ý miệng sông nước. Tháng 11, tiền bạc tiêu pha nhiều và chú ý xe cộ đi lại cẩn thận, có người phá hoại. Tháng 12, có quý nhân giúp đỡ, tuy nhiên chú ý mất mát của cải tiền bạc. Nhìn chung thì tử vi tuổi Ất Dậu năm 2020 nam mạng không được tốt, tất cả mọi việc đều không được như mong muốn hay xảy ra thị phi. Dễ gặp tiểu nhân phá hoại, sau lưng, ra ngoài chú ý cẩn thận xe cộ, mất mát của cải do người khác lấy mất. Thứ hai, chúng ta cùng xem đến nữ mệnh. Xét về phương diện học hành, chiếu theo sự vận chuyển âm dương ngũ hành của nữ Ất Dậu cho thấy đây là một năm nữ khá may mắn về việc học hành, có quý nhân giúp đỡ và đạt kết quả cao trong các đợt thi. Xét về phương diện sức khỏe, nữ năm 2005, cung xung chiếu tử vi Ất Dậu, nữ mạng có các sao Long, Đức, Mộc, Dục, Đà, La, Triệt. Đây là bộ sao chủ về ra ngoài chú ý xe cộ hay là chân tay phải cẩn thận, sức khỏe kém. Về phương diện sức khỏe thì tuổi Ất Dậu nên chú ý về xe cộ, tai nạn, đau ốm thì lâu khỏi. Ngoài ra thì cần chú ý bệnh về đường tiêu hóa, ăn uống. Xét về phương diện tài chính, tiền bạc. Về tài chính thì nữ canh tí tuổi Ất Dậu. Về tài chính thì nữ tuổi Ất Dậu trong năm canh tí có dấu hiệu tiêu pha nhiều vào công việc học hành và đi lại. Ngoài ra, chú ý không nên cho người khác vay tiền, chủ về khó lấy lại được. Xét về quan hệ gia đình, bạn bè, cung đặt mệnh tử vi tuổi Ất Dậu, nữ mạng năm 2020 có các sao Thiếu, Dương, Đường, Phù, Hỷ, Thần, Thiên, Không, Tử. Đây là bộ sao chủ về việc học hành có người giúp đỡ và trong nhà có tin vui, thêm người hay là có hỷ tín. Cung nhị hợp của tử vi tuổi Ất Dậu năm 2020 nữ mạng có các sao Thái, Tuế, Mộ. Đây là bộ sao chủ về công việc làm ăn trong nhà không được tốt. Cung tam hợp tử vi tuổi Ất Dậu 2020 nữ mạng có các sao Nguyệt, Đức, Lâm, Quan, Tiểu Hao, Tử Phù, Kiếp Sát, Phá Toái, Tuần, Đào Hoa, Phúc Đức, Thiên Hỷ, Dưỡng. Đây là bộ sao chủ về tiền bạc tiêu pha nhiều, chú ý có người nói xấu sau lưng hay là chú ý các vật sắc nhọn đâm phải. Kết luận tử vi tuổi Ất Dậu 2020 nữ mạng tuổi Ất Dậu chỉ tốt về đường học hành, có quý nhân giúp đỡ. Nữ Ất Dậu những tháng có vận số tốt là tháng 5 và tháng 11 âm lịch, tháng có vận số xấu là tháng 6 và tháng 10 âm lịch. Luận tử vi tuổi Ất Dậu năm 2020 nữ mạng theo 12 tháng âm lịch. Tháng 1, đầu năm vui xuân cùng gia đình, tuy nhiên chú ý ra ngoài xe cộ cẩn thận. Tháng 2, tháng này có sự mở mang thêm kiến thức trong học hành. Tháng 3, tiền bạc có sự tiêu hao nhiều về việc học hành và sức khỏe không được tốt. Tháng 4, trong nhà có sửa sang hay là mua sắm đồ đạc, thiếu hỏa khí. Tháng 5, có tin vui trong họ hàng, người thân như là có hỷ tín, cưới xin trong nhà. Tháng 6, tháng này chú ý sức khỏe không được tốt, chú ý bệnh đau nhức xương khớp. Tháng 7 có quý nhân giúp đỡ, tuy nhiên thì quý cháu ra ngoài chú ý xe cộ cẩn thận. Tháng 8 sức khỏe không được tốt, chú ý mất mát tiền bạc của cải. Tháng 9 tiền bạc hao tán, chú ý vật sắc nhọn như là dao kéo đâm phải. Tháng 10 có tin vui về đường học hành,
Tuy nhiên, các cháu chú ý miền sông nước tháng 11 được âm phù dương trợ cho nên hung hóa cát mang lại nhiều may mắn. Tháng 12 có quý nhân giúp đỡ, tuy nhiên về phần gia đạo không được tốt. Tóm lại, nhìn chung tử vi tuổi Ất Dậu năm 2020 nữ mạng, sinh năm 2005, tuy được hưởng về thiên thời, đường học hành có sự rộng mở, học thêm được nhiều kiến thức, tuy nhiên ra ngoài phải chú ý cẩn thận về sức khỏe, xe cộ cần lưu ý. Ngoài ra nữ chú ý về tình cảm trong gia đình không được tốt, có sự bất hòa tình cảm giữa bố mẹ. Như đã hứa ngay từ đầu thì chúng tôi có nói sẽ tặng quà cho các bạn tuổi Dậu Thái Tuế Phủ làm bùa may mắn cho mình. Để nhận quà các bạn hãy liên hệ với chương trình nhé. Vừa rồi phong thủy may mắn vừa tổng hợp và luận giải về tử vi tuổi Dậu năm 2020. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Để thể hiện quan điểm của mình, các bạn hãy để lại quan điểm bên dưới phần bình luận để phong thủy may mắn tiếp tục và hoàn thiện nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình sau.